Mình chán em đúng không? Chán hồi nào? Vậy không lẽ mình nhớ nhà hả? Đúng vậy, con người chúng ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng mà chỉ có duy nhất một nơi muốn quay về, đó chính là quê hương. Em biết là tại vì thương em nên mình mới cố gắng để thích nghi với cuộc sống ở đây. Phải tập ăn ngọt nè, tập nghe nhạc bolero, tập đi cầu khỉ, té chập chân luôn. Em thương mình quá à. Cái gì? Cái gì mình đâu ở đây? Hả? Ai mới nói mình đấy? Cậu dạ. Mà. Đâu, đâu có. Hả? Dạ, anh chị mới qua nhà tụi em chơi ạ. À. Đây là nhà của tôi mà. À, anh chị mới đi đâu về chơi ạ. À. Em kêu cậu này là mình. Thì tụi em cưới nhau rồi mà, kêu mình là bình thường mà. Bữa đó anh có đi dự đám cưới em mà. Nhưng cậu có thấy tôi đưa phong bì cho cậu không? Ôi thảo nào hai đứa em về soát thiếu một phong bì mà không biết là ai. Đang nghi nghi tính hỏi anh mà cuối cùng bữa nay. Ủa anh đi không đi phong bì luôn hả? Ảnh thương em, ảnh mới không đi phong bì. Bởi vì chỉ duy nhất anh Tài nhà chị, thế mà ảnh bao ai ăn hoặc là ảnh đưa phong bì hoặc đưa tiền cho ai thì ngày hôm đó một là trời sấm sét, hai là bão, cho nên ảnh thương em ảnh mới không đưa phong bì. Thôi anh khỏi đi luôn nha. Thật ra giỡn chơi vậy thôi. Gia đình đã đặt một ý cho em vào nhà rồi, nhưng mà khổ nổi trong gia đình lại có một thêm một người nữa mà em chưa có được gặp lần trước. Người chị này là song sanh với chị. Hôm nay á, cái người chị đó về mà người chị đó là khó tính nhất trong nhà. Ôi trời ơi, thế chết em rồi đấy. Út ơi, Út mời chị Tư ra đi Út. Dạ chị Tư ơi. Ơi. Tư ơi, Tư ơi. Ủa, ai vậy anh hai? Dạ, chị Tư mới về ạ. Cái gì? Chị Tư mới đi nước ngoài gì à? Gì à? Giờ có muốn làm bạn đời với Út không ạ? À? Dạ, chị Tư mới gì à? Ừ, nhập gia phải tùy tục. Đúng. Phải không? Mình người miền Tây mà. Mặt giờ căng. Hả? Ừ. Sao căng thẳng dữ vậy? Dạ, tại thấy chị khó quá. Đâu có chị đâu em... khó đâu. Mặt của anh hai chị mới khó nhất thôi. Bây giờ nói cậu nghe nè. Làm gì làm, đúng không? Miễn là mình thương nhau được rồi. Tôi giỡn chơi vậy thôi. Tôi đứng ở trong tôi nghe đó, cậu nhớ ra nhà đúng không? Dạ đúng ạ. Muốn về thì cứ nói anh lo cho. Dạ đây 2-4-5 người ạ. Bao nhiêu người anh lo hết, anh sẽ gọi hỏi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà mày trả tiền. Dạ mặt anh đúng rộng lượng ạ. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Kẹo dạ, nó hoài hả? Anh hai vui tính quá à. Thôi bây giờ mà... chị đại diện gia đình chúc hai em hạnh phúc. Đúng nha. Rồi. Mà nhớ dạy nó hát thêm tí, nó hát dở quá.